toplinkatm.com, bán hàng Boxy Mobile rẻ nhất Việt Nam. Ngoài ra, vận may UC, vận may Nick thì được trúng 100%. Truy cập ngay shoplinkatm.com. Nhảy chung nha, nhảy chung nha, đừng có tách lẻ ra giống hồi nãy nha. Không cover nhau được. Tách này nó chết đấy. Nãy ha. Ừ, nãy ha, trong ngày y là sống hết rồi, trong ngày y là sống hết rồi. Đúng rồi. Bây giờ là chuyển sang PUBG chơi hẳn luôn à? Chưa biết nữa, bắn gà quá chắc. Thì từ từ thì nó mới bà rô chứ. Đau cái tay quá, mấy bữa nay tập 4 ngón đau tay quá. Chơi bên kia thì không phải ghim tâm chứ bên này là phải kéo đấy. Ừ đúng rồi. Hồi nãy bắn cứ trên ghim không có được. Tập vài hôm là quen à. Tại vì là có cái nền tảng là mình bắn game bắn súng rồi ấy, nên là sang thì tập đơn giản thôi, có một team đằng sau này. Thấy. Nó nhảy nhà đôi sao ấy? Ui súng đó. Nó nhảy nhà đôi kìa, ừ. Nhà đôi. Ui. Nhảy nhà đôi với nhà cộng nó luôn. Cho... Tôi đủ đồ rồi ông ơi, đi em. Ok, đây nó đang ở nhà đôi đây. Tôi đang kê đây. Vòng theo số 4 nè. Qua nhà đôi xem số. Từ từ. Địch cũ mày hết hồn. Phải nốc được một cái tôi mới đầy được. Anh đang bắn nhau bên đó. Thứ ba cam góc đó nha. Thường dương. Mày đi mắc xa rồi. Sao nó im nhở? Mấy cái tên này. Thấy nè. Kiểu gì cũng giết được, kiểu gì cũng nốc được thằng là mình ăn ngay. Đây đây. Tên đi mấy ông ơi, vào đi. Lên lên. Đẩy sang đi. Đẩy sang góc đấy là không có ai đâu. Ôi, bè đồ. Đồ gạt luôn kìa. Mày nó yếu lắm rồi. Tôi gạt trên tầm quốc gia. Tại ông gạt nó đấy. Không, thằng hồi nãy tôi bắn không đâu gạt đâu. Tôi thấy ai gạt cho tôi đây. Ông kia gạt. Nó ở trên cái chỗ cao cao này. Ủa cái thằng tôi nóc bên kia cũng chưa có chết kìa. Cái thằng không quần không áo gì đó, tôi nóc bên kia chắc cũng tem đó quá. Gọi máu đi kìa ông. Tôi thấy đủ 4 đấy nhá. Mọi người cẩn thận đấy. Ôi dạ. Chỉ là tem khác rồi. Tem kia nó cứu rồi ông ơi. Cái tem mà bắn tôi ở ngoài kia tôi bắn nóc. Nó trên dàn mướp đây. Trên cái nó trên cái dàn mướp đấy. Gạt luôn ông chứ. Đen thôi. Điên thôi. Đi lên rồi, lên bắt nó này. Ở ngoài này. Hồi nãy tôi có chế một đầu một người rồi. Chết. Đây là con boss nhá, nó ở trên cái dàn mướp này. Nãy tôi có chế bơm là tôi ném nó rồi, tôi không có đẩy lên rồi. Thằng này bung à? Thằng này bung rồi. Bung à? Ở đây có cái bung. Nó bung. Yeah. Nó bung. À nó bung ở trong đó. Trời khốn nạn này. Mẹ nó bung kiểu gì nhỉ? Nó bung vào trong xong rồi nó đi ra ngoài nó giết ông đấy. Ừ, mẹ cứ đừng nó giết nó bắn được tôi mẹ chết. Chết đen thế, ông kia chết mất rồi. Ờ, đang ngay. Suýt nữa thì ngon rồi. Không sao không ạ, duyên cái số thôi.
Không có gì phải luyến tiếc cả. Không được gặp ông là cái gì rồi đó. Có gì đâu. Chắc tôi có cái M4. Tôi bình thường mà. Ở ngoài cái sân kia có cây M4 nữa, nãy tôi không có nhặt. Ok. Thế ông cảm thấy là người à? Thấy thằng bot. Bên game Free Fire nhiều hack không không? Ui. Lúc này thì nó livestream hoa hát luôn á. Vãi. Trung bình khoảng chơi 10 trận thì bao nhiêu trận ông gặp hack? Tôi dưới 10 trận thì khoảng 3 trận là không có hack. Còn đâu 7 trận là gặp hack. Chứ còn vãi nhỉ. Ừ. Vừa mới đông người hôm chơi. Hôm xem cái clip của Tuấn cũng vậy, cũng thấy rồi cũng gặp hack á. Nhưng mà tôi không gặp thường xuyên như bên game ấy được. Đi, không biết sao mà bên Free Fire nó hack nhiều. Nhà hack, người hack kìa. Ừ, nó livestream nó quảng cáo hack nè. Thế thì chịu. Trường hợp này thì chúng tôi cũng chịu thôi chứ biết sao giờ. Giờ game nào cũng thế thôi. Mà sao? Sao Facebook nó lại cho mấy cái thằng hack nó livestream ta? Không phải là do Facebook nó cho mà là nó cứ nập ra nó like thôi. Nó like vài bữa là cái fanpage ấy sẽ bị khóa, nó lại lấy fanpage khác nó like tiếp. Cả bút gì này nó cũng hack nè. Cũng vậy. Cũng livestream. Ông số 4 kia mic hình như kiểu này xa hay là để vào cái chỗ nào ấy, nói nghe cứ bị ồm không nghe rõ. Tôi không có tai nghe, bắn không tai nghe. Ui, tai nghe hỏng rồi. Định mệnh thanh niên bắn không tai nghe luôn. Không tai nghe bắn được đỉnh đấy. Sư phụ. Được đấy. Tôi chơi Free Fire mà không có tai nghe là cũng bó tay luôn. Không có chơi được. Game này mà chả thế. Nhìn khéo khi chạy đến sát nó tự dưng thấy trên mini map hiện mấy cái bàn chân thì chắc là hốt hết cả hèn. Chơi không tai nghe được đấy. Chất lượng đấy ông ơi. 89 trận cấp 1. 89 trận cấp 1 hả? Ghê vậy. Ủa mà sao? Tôi hỏi cái này nha. Tôi mới lập cái nick này, tôi mới chơi ngày hôm qua với hôm nay mà sao ghép được mấy cái danh trí tôn ta? Ông chơi với người danh cao thì nó sẽ ghép với người danh cao không? À vậy hả? Ui. Và nó bắn vào nhất người. Bên Free Fire thì nóng nhất là người cổng trời. Cứ nhảy vô cổng trời là giống như nhảy vô bốt cam. Nó đông gì đâu ấy hả? Vẫn còn đang táp. Đúng rồi, ra, từ từ đừng bắn để nó ra nút đổ. Gì nó cũng ra nút đổ xem nó táp giảm thanh. Đấy, nhảy xuống rồi, nhảy xuống. Nó nhảy. Nhảy xuống rồi. Này thì bơm. Con trên. Có. Trên đồi có luôn. Khác em. Ừ. Này bạn ơi, có làm hay có ăn bạn ơi. Mình không cần bạn gạt khổ bạn kia. Định KS hả? Thằng trên đồi định KS hả? Thầy Huấn đã nói rồi, có làm thì mới có ăn. Không làm mà nói có ăn. Đúng rồi. Có ăn. Cầu của tướng HC đấy. Coi chừng nó bắn lên đây. Bắn trúng cho 10 tỷ luôn. Nó đang bắn nhau mà. Đằng sau có tiếng này. Mark the location. Đúng. Nó có tiếng này. Nhiều tiếng này. Boss là tiếng người vậy. Boss. À, Linh nghe rõ hơn mình luôn đó ta. Nên nghe một được. Cái động nhẹ cái là. Nghe mà, nghe. Tôi nghe nhỏ lắm, tôi nghe cái nhỏ. Tai nghe tôi giỏi. Không phải đâu. Nghe quen hay không ấy, chứ không phải là do tai nghe đâu. Mấy tên kia bắn xong rồi đâu nhỉ? Ui, bo này mà còn có mấy thằng á. Ui vãi ạ. Nó hầu lên trên đồi. Ui, cả bo mình này luôn là 12. Bo này còn có 12 người trong cái vòng bo này, kinh rồi. Anh bắn ghê thế nhỉ? Thì nói chung là chết.
ở bot cam một mớ rồi ở cái gì ta, ở cái chỗ chỗ bờ sông á, kêu là cái gì, chỗ bờ sông bờ sông á, giữa hai dòng sông, giữa cái dòng sông á, giữa hai bên bờ dòng sông là cái ông khu chấm đó, ông chấm đi ông bảo thế vậy ạ. Mà rồi tìm banana à, đúng không? Đấy chắc bọn nó trên đồi này, bọn banana trên đồi này mà đẩy lên xem bọn rui. Nó có đây không. Đây có tiếng tiếng nằm yếu nhá. Tiếng rồi à, thì sợ nó nằm ở trên này thôi, lên nó cắn nó đớt cho một phát. Nó không nằm đâu. Biết đâu bất ngờ đôi ta này vồ vập vào nhau đâu. Uầy, nó sấy ai đấy? Đó, à đó. Nó sấy thằng trên đồi, lại kiểu dĩ lên đút đồ này. Tại chuẩn bị bắt được con lợn này. Đó, đó, đó. Nó trên đỉnh. À rồi rồi, nó trên đỉnh, nó thấy rồi, Ôi giời ơi. Nó thấy mình rồi. Thấy là mất ôi hết. Ôi giời ơi, BR S6 là linh mà. Hôm qua live stream với Tuấn cứ đòi BR, anh Tuấn thấy nó rồi, lâu cho em. Sao giọng giọng tôi nghe kiểu gì mà ông ấy nhận mấy ông nhận ra được hay thế nhỉ? Nhìn cho tôi này, nó ở ngay trên đỉnh. Ngay chỗ cái chòi á, gần cái chòi á. Anh phải hiểu là giọng anh nó khác tất cả các YouTuber á. Giọng nhẹ. Hay lắm bạn ơi. Dưới. Còn toàn dưới. Ôi, mù mắt. Ui nó đảo kìa, vãi cả đảo. Được không bạn ơi. Linh phải tập cái skill đó kìa. Ui múa như chim rồi. Từ từ anh ơi, em đang quên máu. Nó đảo ghê thật. Đây nó ngồi trong cái nhà này. Nó chết rồi à? Sao? Nghe thành niên này đảo ghê đấy nhỉ. Ui, thành niên chưa từng thấy thằng nào mà nó chạy hay như thằng này. À, chất lượng thật sự. Anh ơi, bo đau lắm, không, bo này chưa đau đâu, thoải mái. Trời ơi, bo này thêm vòng nữa cũng vẫn ôi, kịp mà. À, ông số 3, ông vô trong bo, ông đứng rồi kìa. Ông vào trong đấy, ông nằm thì có mà đến mai ông không ăn được mà. Đi. Anh có một cái không nghe rõ bạn nói gì luôn ấy. Ừ. Là anh nghe. Có một cái nick này thôi à, hay là nhiều nick? À, nhiều. Cái nick này là nick phụ của mình. Mình lấy xuống mình chơi thôi. Nick chính của mình chỉ chơi vào buổi tối thôi. Chính là livestream Trường Gia Tuấn. Đúng rồi. Thế bây giờ anh có đang quay không? Mình có. Ây da, được đấy anh ạ. Đừng lên YouTube vào, rồi. Vào chơi kiểu gì, vừa mở mic thì mấy ông đã nhận ra rồi thì còn chơi bài gì nữa cả. Sao hiểu gì? Nổi tiếng đâu, thì không phải. Nhận ra ngay từ... Nổi tiếng thì không phải, nhưng mà rất dễ là bị nhận ra. Sao hiểu? Nhận ra ngay từ đầu mở mic nói là tôi nghi rồi. Xong rồi nói lúc mà bắn ở trong bot cam nói cái là tôi khẳng định 100%. Tuy là chơi FIFA nhưng mà biết xem cái bên này nhiều. Biết rõ bóc gì luôn. Chất thật sự. Tôi còn biết nhiều người lắm. Biết cả Mạnh. Rồi Bóc. Kaka nó bắn cũng hay. Ok. Ô, cái thằng nó cam cái gì vậy ta? Thằng này nó không nghe tiếng chân à? Con đá kìa. Không phải hai người chạy sọc sọc tới mà nó đứng vẫn cam trong nhà là sao? Đang cam đằng sau. Đây này, chỗ con đá này. À, đang cam. Ờ, đang cam. Như chỗ đó có con xe đang bốc khói hay sao? Nó bắn kìa. Bạn bị điên à?
mày bắn tôi. Hòn đá nóc đúng không? Nóc rồi. Nóc hai. Top 1. Dễ thế nhở? đầu phải dễ. Game tôi mới lập nick chơi, không có bạn mới không kết bạn nha, cho tôi kết bạn với. Mình kết bạn thì mấy hôm nữa mọi người này lại mời người khác có chơi mà. Ơi, mình nghe này. Không nào mà ok, mình dễ tính mà. Tôi